Thưa quý vị, mỗi bản tin thời sự trên sóng truyền hình Tây Ninh là kết quả của một quy trình sản xuất tinh tế và phức tạp. Phía sau những hình ảnh sắc nét, lời bình chính xác và thông tin cập nhật là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một đội ngũ chuyên nghiệp. Từ khâu biên tập, quay phim, dựng hình, thể hiện cho đến việc lựa chọn những góc máy ấn tượng, từng chi tiết đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và sáng tạo của mỗi cá nhân. Đối với những người làm công việc quay phim tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, mỗi thước phim không chỉ là một hình ảnh được lưu trữ, mà là một câu chuyện sống động, một mảnh tâm hồn và cả những giọt mồ hôi miệt mài. Qua những khung hình, họ gửi gắm không chỉ là thông tin, mà còn là tâm huyết với nghề. Thì đối với trách nhiệm của một người làm nghề thì tôi luôn muốn là từng cái khung hình của mình đưa đến cho khán giả nó đều được chính xác, tỉ mỉ và được chắt lọc một cách kỹ càng để có thể mà đảm bảo được chất lượng cũng như là cái thương hiệu vị thế của TTV11. Không chỉ có công việc chuẩn bị nội dung mà ngay cả khi trực tiếp phát sóng, áp lực cũng đè nặng lên vai từng thành viên. Trong trường quay, mọi thứ phải được vận hành trơn tru. Bất kỳ lỗi nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng chương trình. Hầu hết thì tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thì các bản tin thời sự đều là trực tiếp. Thì trong cái lúc mà trực tiếp thì chúng tôi là đều phải rất là tập trung theo dõi kịch bản nè, phải giữ phong thái rất là bình tĩnh, và bên cạnh đó thì cũng sẽ nắm bắt những cái tín hiệu từ đạo diễn, và chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ekip cũng như là chương trình. Hàng ngày thì Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh có khá nhiều bản tin trực tiếp, cả truyền hình và phát thanh, và thư ký biên tập là người đóng vai trò khá là quan trọng trong thực hiện các bản tin này. Thì cái áp lực công việc cũng khá là cao, bởi vì trong thời gian ngắn phải chuyển tải những thông tin nhanh, kịp thời, chính xác đến quý vị khán giả. Và quan trọng nữa là tất cả, hầu hết là các bản tin đều là trực tiếp, cho nên áp lực cũng rất là cao. Các bộ phận, nhất là thư ký biên tập, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để kịp thời chuyển tải đến khán giả những thông tin chính xác, dễ hiểu và đáng tin cậy nhất. Mỗi bản tin phát sóng tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh là kết quả của một chuỗi hoạt động nhịp nhàng. Đằng sau đó là cả một đội ngũ tâm huyết, từ phóng viên hăng say lao động ở hiện trường, thư ký, biên tập viên tỉ mỉ chọn lọc thông tin, đến kỹ thuật viên thành thạo điều khiển máy móc. Tất cả đều đóng góp một phần không thể thiếu. Họ cùng nhau tạo nên những bản tin trực tiếp sống động, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất đến khán giả.